Cái con này ở đây gọi là con gì ạ? Đấy là con chê, à đây là con trạch này. Nhưng mà gọi là con gì? Ở đây tiếng ở đây. Cát lành. Cát lành à? Cát lành. Thế còn cá này ạ? À? Cá này. Đấy là cát liêu. Cá gì ạ? Cát liêu. Cát liêu à? Không chê mà là cát liêu. Khó đọc lắm. Chợ quê phố núi ngày mưa gió, mời bà con cùng theo dõi nha. Tầm lá sắn ăn như nào bà? Ăn ngon châu chấu. Nấu mấy cái gì chứ? Tôi nấu cho một ít nước măng vào. Nấu chín, gần chín thì đeo mà. Cái này nó gọi là sâu ấy, ăn sao được? Ngọt chứ. Dạ. Gần chín thì cho ít mỡ vào. Gần chín cho mỡ. Đấy, cho mỡ xong rồi cho lá nhẹ vào. Với non bia uống. Với bia mà. Bà nhìn rất là quen nhưng không biết là người ở đâu. Người trong làng đấy thôi. Người trong làng thì chú này này. Để thấy to to béo béo giống như là chị dâu à? Chị dâu của anh này cũng to béo. Không. Chắc không có họ. Nhà ngay bên cạnh nhìn xẻng á. Vâng, thì đấy cái vợ của cái bác xẻng này chả to béo như bà này. Nhưng mà không phải. Thế để cháu cân. Cá này đây gọi cá gì ạ? Đây là cá trạch mà lại trạch chấu nhá. Không phải trạch chấu, đây là cá trạch thôi. Cá trạch mì ngon chưa? Đây là chạch phố núi. Chợ phố núi. Phố núi đây. Chợ phố núi. Mà cái con này ở đây gọi là con gì ạ? Đấy là con chê, à đây là con chạch này. Nhưng mà gọi là con gì? Ở đây tiếng ở đây. Cát lành. Cá lành à? Cát lành. Thế còn cá này à? Cá này. Đấy là cát liêu. Cá gì ạ? Cát liêu. Cát liêu à? Không chê mà là cát liêu. Khó đọc lắm. Khó đọc lắm. Ốc này là ốc gì bà? Ốc khủ bà. Thế sao con nơi này gọi là ốc núi? Ốc núi là tiếng miền xuôi. Theo xuôi à bà? Trên này là ốc khủ. Ốc khủ. Vâng. Thế cho cháu mua mấy cân, 2 cân. Vâng. Gọi là hành gì à bà? Tăm. Hành tăm à? Vâng. Cái này thơm lắm, nấu cháo ăn ngon lắm. Vâng. Lần nào về chợ phố 6 phố núi cũng qua bà cô này.